trở lại nhà của mình sau khi ngó nghiêng không thấy ai khả nghi vi tiểu bảo mới dám vào lại phòng đúng là chiếc châm của phương di đã để quên trên bàn hừ lễ vượt hèn mọn mà cũng tặng được phương cô nương chắc là đang mê muội nên mờ con mắt chả hiểu âm thần bất tán kiểu gì lại đi thích cái tên nghèo hèn lưu nhất châu đó nếu cô nương sáng suốt cải giá thì ta sẽ chẳng tiếc gì mà tặng may một tòa kim sơn vì tiểu bảo trong lúc tìm đồ cho phương di đột nhiên lên cơn ghen múa máy lung tung đến nỗi trượt chân té nhào ôi là cái quái gì làm ta vấp ngã vậy kia Vi tiểu bảo cầm vật đó lên nhìn kỹ lại thì ra đó là một cái chân người Cái chân đó làm vi tiểu bảo phát hoàng tưởng ma quỷ hiện hình Ủa, đôi móng heo này sao lại nằm ở đây, đáng chết, thì ra là vậy Ta hóa thây heo mà quên hóa luôn chân heo hại mình dọa mình sợ vớ sợ vân Thở ba hơi vào một vi tiểu bảo lập tức bình tĩnh trở lại Nhìn cặp chân heo đột nhiên trong đầu vi tiểu bảo này ra một ý nghĩ khác Heo mập ơi là heo mập, người chết lưu danh, Tuy lúc ngươi sống không gây dựng được cái gì nhưng sau khi chết lại có được công hiến to lớn, có được đôi bảo bối của ngươi ta cuối cùng cũng có thể báo thù rửa hận. Còn mụ già kia, lần này nha ngươi gặp nạn thật rồi, khà khà. Lúc này Thái Hậu đang đứng ngồi không yên chờ Liễu Yến mang hỉ tin về. Liễu Yến đáng chết, sao đi lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại, chả có lẽ lại đã xảy ra chuyện nữa rồi sao? Đang căng thẳng chợt Thái Hậu giật mình vì có một tỷ nữ bê vào một mâm đồ ăn bẩm thái hậu hoàng thượng dâng lên món ngon mời thái hậu dùng là món ngon gì vậy là đại nguyên đề quay vàng thơm ngon vừa nói ngươi tỷ nữ vừa mở mâm đồ ăn ra để lộ cặp giò của liệu yến bên trong vừa nhìn thấy thái hậu liền la lên hoảng hốt là của liệu yến ư ta chết ngất mắt vừa dứt lời thái hậu liền xì bọt mép lăn ra bất tỉnh mụ già không phải lần này ngươi bị ta hại chết sao thì ra tỷ nữ này chính là vi tiểu bảo y đã dùng thuật dịch dung trà trộn vào từ ninh công để trả thù thái hậu mụ già đang hết tuệ mình là thái hậu tác quay tác quái hoành hành ngang ngược hết lần này đến lần khác muốn giết ta hôm nay cô án báo oán có thủ báo thù. tội chết có thể miễn tội sông khó tha ai dám đắc tội với ta nhất định sẽ không có kết cục tốt mụ già ngươi cũng không phải là ngoại lệ thì ra những kế hoạch báo thù của vi tiểu bảo chỉ là ý nghĩ trong đầu y chỉ là muốn mượn đôi chân của liễu yến để chơi khăm một phen mà thôi nhưng hiện thực và ý tưởng luôn là hai chuyện khác nhau một trời một vực chủ ý hay tuyệt sự tới gần kề nhưng liệu là có làm được không? Vì tiểu bảo gói ghém cặp chân giò kỹ lưỡng rồi cẩn thận lèn vào bên trong từ ninh cung. Nếu không cẩn thận để mụ già bắt được hóa chẳng phải tự trôi đầu vào giỏ, tự làm tự chịu tự tìm đường chết sao? Có câu hảo hán không đứng gần tường nguy, càng nghĩ lại càng thấy nguy hiểm quá. Thôi vậy bỏ móng heo ở trước cửa phòng của mụ, mụ già mở cửa nhìn thấy cũng ắt phải sợ chết khiếp, như vậy cũng khiến ta thấy hà lòng hà dạ rồi. Vì tiểu bảo vừa đặt chân vào từ Ninh Cung đã thấy rôn rầy nên cắt xén kịch bản từ đối đầu trực tiếp thành chỉ để hàng ở phòng của Thái Hậu. Chân vừa chạm hành lang bóng qua khe cửa vi tiểu bảo thoáng nghe có người đang nói chuyện. Hiếu kỷ y không đi tiếp mà dòng tay lên hóng hớt. Tiểu Yến làm gì vậy chứ? Sao tới giờ này vẫn chưa quay lại? Giọng nói trầm người nói không phải là thái giám. Trong cung cấm sao lại có nam nhân? Chẳng lẽ mụ già đó có nhân tình sao? Vì tiểu bảo quyết chỉ báo thù đùa bỡn với nguy hiểm khi đến gần tầm thất của thái hậu anh ta càng cảm thấy lo lắng nhưng một giọng nói đặc biệt khác lạ đã làm tan biến sự lo lắng của anh ta nếu thật như thế thì tối nay ta bắt được kẻ gian trên giường rồi hí hí chỉ sợ sự việc thay đổi người đã biết tiểu quỷ đó xảo quyệt vô bì sao còn để tiểu yến một mình đi lấy kinh với hắn chứ võ công của liệu yến cao gấp mấy trăm lần tên tiểu quỷ đó lại đã có cảnh báo sao xảy ra chuyện được chắc là kinh thư để ở một nơi xa nên mới mất nhiều thời gian như thế có thể lấy được kinh thư tự nhiên thiên hạ Thái Bình, nếu không thì, hư. Người cũng biết ta đã nỗ lực thế nào rồi mà, với thân phận như ta không thể áp giải một tên Thái Giám đi lại trong cung được. Ta bước ra khỏi cửa phòng một bước là cung nữ Thái Giám đi theo cả đám, còn có thể làm được gì? Thái hậu sao không đợi trời tối hãy áp giải hắn đi, nếu không thì báo cho tôi tới giúp, chẳng lẽ có người sợ tôi cướp công? Hà tất phải nói những lời giận dỗi, chúng ta trong bụng đều biết rõ, cái gì mà công lao với không công lao, căn bản những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì, điều mọi người mong không ngoài sự bình an. Kẻ bọn chúng đang nhắc tới nãy giờ là ta, lạ thật nam nhân kia giọng nói thô thiền tinh khí hung hãn, trong thiên hạ hắn ta là ai mà dám ăn nói với thái hậu như vậy chứ, tranh công ư, lại là chuyện quái quỷ gì nữa đây. Trước đây ta nhìn trộm khách làng chơi của mẹ, tối nay ta lại nhìn trộm mụ già tiếp khách, để ta xem khách của mụ có bằng khách của mẹ ta không. Vì tiêu dơ bảo càng nghe càng bánh cuốn, lòng hiếu kỳ nổi lên nhất thời cảm thấy khó chịu, Cuối cùng hắn không chịu nổi thế là thỏ đầu lên giòm vào làm rõ sự tình đang diễn ra bên trong phòng. Ủa, ngoài thái hậu chỉ có một cung nữ, nam nhân vừa rồi ở đâu ta? Bên trong phòng đúng là chỉ có hai người, người tỷ nữ đi đi lại lại có vẻ căng thẳng nhưng không thấy người nam đâu. Tỷ nữ quay tới quay lui cũng đã quay mặt cho vi tiểu bảo nhìn thấy dung nhan. Hừ không đợi nữa, giờ tôi phải đi xem tình hình ra sao. Nữ tỷ vừa quay mặt lại nói thì để lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông lạ hoắc vì tiểu bảo nhìn thấy dị cảnh không khỏi chố mắt ngạc nhiên cực độ ta với ngươi cùng đi vậy sớm biết bà sẽ nói như vậy mà đi thôi trước khi ra cửa thì thay hậu tiến lại bên giường bà ta lật chăn mền lên rồi mở ngăn bí mật lấy ra một thanh đoàn kiếm giấu vào trong tay áo vì tiểu bảo núp lùm đợi cho hai người đi ra khỏi từ ninh cung thì ra dưới giường của mụ già đó có ngăn bí mật chi bằng ta đặt cặp chân heo này ở chỗ bí mật đó đợi lát mụ ta quay lại mở ra nhất định sẽ sợ chết đi sống lại cho xem đúng là diệu kế chủ ý mới đã có vi tiểu bảo lập tức theo lối cửa sổ chui vào phòng ngay nhanh như sóc nhẹ như mèo hắn ta tiếp cận giường của thái hậu ngay xong vừa mở tấm ván ra thì trước mắt hắn lại có điều bất ngờ khác ô hai bộ phật kinh này chẳng phải là ta lấy từ phủ của ngao bái sao còn bộ bọc lụa trắng mụ già đã lấy của ai nhỉ trong đầu vi tiểu bảo chỉ muốn chơi khăm thái hậu cho thỏa cơn bực tức bấy lâu nhưng khi lèn vào tầm thất và mở ngăn bí mật ở dưới giường bà ta ra lại thu hoạch được sự bất ngờ khác Tối đó nghe trộm lão ô quy nói chuyện với thái hậu hình như hai người có nhắc tới bộ kinh thư của lão hoàng đế tặng cho đồng ngạc phi thái hậu ra tay hại chết đồng ngạc phi thì đương nhiên chiếm lấy bộ kinh thư này làm của riêng nhưng bộ kinh thư này chẳng biết là có tác dụng gì mà sao ai cũng tranh giành nó được đã thế ta đây ăn bẩn một lần làm cho mụ già tức chết hí hí chủ ý đã định vi tiểu bảo lấy vật đổi vật hắn ta nhét kinh thư vào trong người rồi bỏ móng heo xuống đó xong xuôi tiểu bảo liền đẩy nắp mật hòm phủ lại mùng mền như cũ Chuyện đã xong xuôi tính rút đi êm ái thì tiếng mở cửa phòng đột ngột báo hiệu sự biến lại phát sinh. Thấy có tiếng động biết có người đến Vi tiểu bảo nhìn quanh không còn nơi nào khả dĩ đành chui vào gầm giường trốn trước, thân vừa chui vào đã thấy một bóng chân phụ nữ bước nhanh vào bên trong tầm thất. Người đến không phải là đi mà là sử dụng khinh công trên tay còn cầm một đoàn kiếm sắc lem. Thì ra là một cung nữ, xem ra là có võ công nếu tình hình không hay đành phải dùng thủ đoạn cũ. Thấy dị biến không tầm thường Vi tiểu bảo rút bảo đao thủ sẵn nhưng từ trong ngầm giường nhìn ra thì có vẻ tỷ nữ này không phải là đến đây tìm y, công nữ này cũng giống như ta, cũng là đến đây để trộm đồ, chẳng lẽ mục tiêu lại là tứ thập nhị trương kinh kia, à vừa có võ công lại cầm theo vũ khí, nếu ta mò mặt ra ắt bị ả đăng xuất ngay. Cầu mong cho ngươi mau mau xéo đi nếu không mụ già quay lại ta khi đó có thể phải lấy mạng của ngươi chết oan uổng lắm. Đang kẻ trốn người lục lọi đầy căng thẳng thì bên ngoài lại có tiếng người rất quen vọng vào. Hừ, ta nói nhất định tặc nhân liệu yến này đã có kinh thư trong tay nên cao chạy xa bay rồi tiếng nói vọng vào làm tiểu bảo và tỷ nữ kia giật mình hoảng hốt trời ạ vừa nhắc tào tháo tào tháo tới lần này chết chắc rồi tỷ nữ đúng là dân có nghề y vừa nghe động thì lập tức triển thân ẩn mình vào bên trong tủ quần áo to be continued.